Hi Glovisale, mình là Lim Phen. Và hôm nay Lim đã sẵn sàng với thử thách Mood and Mask Glovisale. Mình là fan của Kento Yamayaki. Mặc một bộ đồ nói dễ vận động và nói đẹp. Lim khỏi mặc đồ luôn. What? Mình đang nghĩ tới một bộ đồ mà có thể chạy mà không bị té. Và khi mà mình có bị có giết thì mình trông cũng ngầu ngầu xíu. Đây có một bộ moto khá là xinh của Namila. Lim nghĩ là Lim sẽ vừa lái xe mô tô vừa chạy cho nó nhanh. Bộ này nó hơi hở so với mình. Không biết là nếu mà đóng phim thì mình chạy có kịp với người ta không. Nhưng mà mình mang một đôi giày như thế này, nhưng mà nó đẹp quá không mang không được. Lim nghĩ là Lim cần một xíu accessories để Lim xem. Chắc là một cái kính. Nhìn khá là vừa moto mà vừa trông khá là Y2K. Lim nghĩ là mình không nên đeo nhẫn quá nhiều. Mình chỉ đeo một cái cho nó không bị chống tay thôi. Lúc này thì khá là giống cái vibe của Lim. Nhưng mà hàng ngày thì Lim sẽ không mặc như thế này. Tại vì nó nóng. Nó hơi nóng một xíu so với Việt Nam. Nhưng mà nếu mà mọi người muốn shooting hay là muốn đi những cái hoạt động mà nó năng động hơn thì Lim nghĩ đây là cái look khá là xinh, khá là cool. Marvel à? Chắc Lim thích Spider-Man. Nhưng mà không có đồ Spider-Man ở đây đúng không? Thì Lim phải tưởng tượng ra một cái character mới. Ok, ở đây Lim thấy có một cái quần kèm giày khá là hay, khá là futuristic. Nhưng mà cái này thì hơi khó chọn phần trên. Không biết có hợp không, phải thử mới biết. Lim nghĩ là có sức mạnh như Thanos là được. Không cần nhiều luôn. Đi đánh nhau mà mặc cái bộ đồ này thì chỉ có đứng thôi á. Có đứng làm phép thôi á. Dạ, Lim khá thích cái này vì nó làm bằng da và nó liền dày. Ôi, suit của Kaustu. Cái này cũng khá là cool. Nhưng mà không biết hai cái này nó có đá nhau hay không. Đây, chắc là Lim phải thử hết mới biết được. Ok. Wow. Lim đang thấy cái quần này hơi rộng với Lim một xíu. Đó, và bây giờ chỉ còn cách là Lim sẽ sử dụng những cái đai của Kaustu để cover lại cái phần này. Đây, mình có sẵn cái nút có thể ấy được luôn. Phần trên này Lim thấy nó sẽ hơi hiền. Chắc là nhân vật này của Lim chủ yếu tới tạo dáng mà búng tay thôi. Miên thao túng tâm lý, đi về nghỉ đi, đừng có đánh nhau nữa. Chắc là Lim sẽ thêm một cái vòng tay cho nó đỡ trống thôi. Bling bling một xíu. Gọi là đánh lạc hướng đối thủ. Ok, tạm thời đánh nhau vậy thôi. Thật ra là cái này nó cũng hợp này. Mà hợp đi đánh nhau xong đi chơi á. Chứ không hợp đi đánh nhau mà xách thêm cái túi nha. Barbie. Thực ra thì Lim có coi Barbie Janet. Lim thấy trong bản Barbie nó cũng có những nhân vật mặc full đồ đen không à. Nhưng mà bây giờ Lim sẽ mặc đồ hồng. Lim nghĩ Lim sẽ chọn một bộ đồ màu hồng. Khu bên này có đồ khá là búp bê. Hồi nãy mình mới thấy một cái quần. Ok. Mình có một cái cặp vớ trắng nào không ta? Để Lim thử. Ok, ở đây có một cái cặp vớ trắng. Rồi Lim sẽ thử fit với nó xem nào. Của Vivian. Lim khá là thích và bây giờ Lim sẽ thử luôn. Ok.
Liêm thấy bộ này hơi thiếu khá là nhiều thứ, cho nên Liêm sẽ custom nó ngay tại chỗ nha. Cho cái này đỡ trống một xíu. Liêm thấy cái này nó hơi trống, cho nên Liêm sẽ custom nó bằng hai cái bông tai, giống như một cái nhân vật của anime nào đó Liêm không nhớ, hay nhân vật game á, Liêm đã từng thấy. Trời ơi cứu em. Đây, ở đây có thêm một cái kim gáo nữa, nhưng mà không biết để đây có phù hợp không, xíu tính. Rồi, thấy phần dưới hơi trống cho nên Liêm sẽ custom lại hai cái này. À, mọi người có kéo không? Cho Liêm xin với. Đây là option không áo khoác, Liêm sẽ fit thêm nó là một cái vớ. Bởi vì Liêm không tìm ra được cái phần dưới nào có thể hợp với phần trên, nên Liêm nghĩ đây là một option khá là lạ. Rồi, thì cái này Liêm mới thấy được ở đây có một cái gương miệng khá là xinh. Để thử Barbie này có gương miệng xem sao. Tại vì trên này có cái áo á, cho nên cái phần này Liêm sẽ kéo ra một xíu cho nó match lại với nhau một xíu về cái màu. Mọi người thấy một cô thư ký nào nhìn rất là sexy chưa? Thường thì Liêm có thư ký chứ Liêm không đi làm thư ký. Bây giờ Liêm sẽ cosplay trợ lý của Liêm. Ủa, mình có thể làm một cái thư ký mà kiểu hip hop xíu luôn. Trời ơi, sao toàn đồ của style thư ký, sao toàn đồ của tổng giám đốc hết vậy? Thư ký mặc vậy là bị sếp chửi á, chạy không kịp deadline mọi người. Ôi, không mấy Liêm làm một thư ký ra ngoài đường thực chiến với sếp được không? Thư ký là thư ký chạy deadline nha, chứ không phải là thư ký đứng đi nói chuyện khách hàng. Rồi, ok, thử ha. Bộ này sẽ hơi sporty một xíu, cho nên Liêm sẽ tiếp tục mặc với một cái quần diesel. Ok, nhìn nó sẽ thôi là thư ký bị dí deadline lắm, cho nên Liêm sẽ tiếp tục cho nó ra vai thêm một xíu. Thì không là Liêm sẽ freestyle nha. Ok, Liêm sẽ dùng cái sumi này để làm cho cái outfit này nó có layer một xíu. Đây. Và để tăng một cái độ sexy thì Liêm sẽ này xuống. Đây, ok. Ok, đây là một cái look Liêm nghĩ là cũng khá là chiến cho mấy bạn thư ký hay có một niềm yêu thích với thời trang và phối đồ. Liêm nghĩ là nếu mà mình chỉ mặc sumi không thì nó sẽ hơi chống chảy, cho nên Liêm nghĩ là dùng cái layout này từ cái áo sơ mi thì giúp cho mình kiểu không bị rộng quá, không bị nuốt người, mà vẫn giúp cho mình có một cái tinh thần nghiêm túc công sở. Ok, wow. Ok, tất nhiên hoa hậu sẽ không mặc quần nữa đúng không? Cũng không mặc denim. Thì ở đây Liêm hồi nãy Liêm có nghĩ một look khá là đẹp của Dash Lavie. Liêm cũng đang muốn thử. Đây, nó vừa đủ để mà chặt chém đó. Ok, thì để xem còn gì nữa không ta. Không, hoa hậu thì nên mang mũi nhọn một xíu. Mình cần ra vậy nào nữa không ta? Thì hiện tại Liêm chưa thấy chính xác có một đôi nào thực sự hợp. Thì Liêm thấy tổ sản xuất của mình có một đôi khá là xinh, đôi mũi nhọn khá là xinh, có thể cho ném vô cho lượng mượn không? Ok, bây giờ mình thử đồ ha. Let's go. Liêm fan cảm thấy rất vui khi hôm nay chưa được đăng quang, chưa có gương miệng. Đây là một outfit nhìn cũng hơi giống hoa hậu đó, giống tiên nữ Hắc Ám không? Ủa mẹ ơi! Nó coi cồng kềnh. Liêm rất là cảm ơn Lovisel đã cho Liêm những cái challenge rất là hóc búa ngày hôm nay.
Đó, may mắn em cũng vượt qua một xíu. Hy vọng là sẽ giúp ích cho mọi người. Sau khi mọi người coi clip này, mọi người sẽ có cảm giác là ồ, đôi khi mà mình có trong những trường hợp mà mình đang thiếu trang phục để nó phù hợp, thì mình biết cách để cho mình custom nó một xíu cho nó phù hợp với cái show. Và đôi khi là mình phải nhả một tí cái identity của mình vào trong tất cả các outfit để nó trông là mình hơn. Thì hôm nay Lim cảm thấy rất là vui vì được phép nói tiếng Huế trên set. Mặc dù mọi người có hiểu hay không hiểu thì cũng không biết, nhưng mà cảm ơn mọi người rất là nhiều vì cho Lim được gọi là có thêm một cái môi trường để show thêm một số khía cạnh của Lim ra mà Lim không có đưa cạnh này ra nhiều cho mọi người biết. Đói bụng quá đó. Mệt dễ sợ. Cháu ơi, dễ sợ rửa, chửi chết mà chửi dễ sợ rửa.